Hello, hello, các bạn đã thấy thông báo gì của Super Sale ID chưa? Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối tài khoản ID với Super Sale ID. Đầu tiên các bạn phải có cái Gmail. Khi có Gmail rồi, các bạn bấm click vào cài đặt ID, click vào đã ngắt kết nối. Bạn đăng nhập, nhưng mà hiện tại là bạn chưa có kết nối được nên bạn bấm bộ đăng ký, bấm vào đây chưa đăng ký ngay, tiếp tục và nhập được email của bạn. Sao chép bây giờ tôi muốn nhận thông tin từ gặp chưa rồi. Bây giờ mới bước quan trọng nè, bây giờ bạn vào mail, nó sẽ gửi cái code này, bạn sẽ nhập cái code vào đây vào mail nha. Đây cái code đăng ký của mình đây, 167181. Rồi bạn quay về 2D, bạn nhập cái code này vào. Super Sale ID. Thông tin là hiện tại thông tin là Super Sale ID nó sẽ ngưng hoạt động ở Việt Nam, cho nên các bạn hãy đăng ký kết nối với Super Sale ID với tài khoản của mình để bảo lưu lại tài khoản của mình. Nếu các bạn thấy video hay, xin cho mình một lượt like và một lượt đăng ký kênh. Chúc các bạn chơi game vui vẻ.